Xin chào quý vị, các anh chị và các bạn. Đây là cái máy rửa chén Electrolux ESF6010BB. Thì sáng nay mình chia sẻ cho anh em hai cái thông số quan trọng để hiệu chỉnh cho cái máy rửa chén này nha. Đó là cái thứ nhất là cái vấn đề là chỉnh cái lượng muối nha, và thứ hai là chỉnh cái nước làm bóng nha các bạn. Đó, hai cái này thì thông thường thì chúng ta nhiều anh em cũng không có nắm được cái vấn đề này, chính vì vậy cho nên là sáng nay mình chia sẻ cái hai cái vấn đề trên nha. Rồi, mời các bạn theo dõi video nha. Electrolux. Ở đây có hai cái, một là chỉnh cái muối, cái lượng muối mà nó sẽ sử dụng trong quá trình nó rửa các bạn, sao cho nó hợp lý so với môi trường nước. Và cái thứ hai nữa là cái nước bóng á, cái nước bóng, và cũng đây là cái gọi là cái nước trợ xả đó, thì cũng cho nó ở cái thông số mà nó hợp lý để giảm bớt cái tiêu thụ mà nó không đáng đó các bạn, chẳng hạn lượng muối cũng như là cái nước trợ xả đó. Thì ở đây mình mở ra cái nắp của phần nước trợ xả trên máy rửa chén Electrolux ESF6010BW nha các bạn. Giờ mình mở nắp nó lên nè, để trên hình vẽ đó. Thì thông thường máy mua về thì ở nhà máy người ta đã test, và người ta test thì nó tương đối là nó cao. Cái mức hiện hữu này bạn, mà khi mà nhà máy test á, là người ta đã để lại mức số 3, thì nó sẽ làm bóng cho chén á, với nó hỗ trợ cho cái lúc xả các bạn. Thì như vậy ở đây là nó có 4 nắp nè, nắp là nắp số 4 nè. Nó cái chỗ không gian nó hẹp đó, đó là nắp số 4 đó các bạn. Vừa rồi nắp số 3, bây giờ nắp số 4 nè ha. Nắp này, nắp số 3 nè, tôi quay lại đó, nó hơi khuất một chút. Nó là nắp số 2 nè các bạn ha. Và cái nắp sát bên trong này là nắp số 1 đó. Thì tùy theo cái level như vậy thì nó sẽ dẫn đến là cái mức độ nó sẽ sử dụng nước làm bóng hay là gọi là nước trợ xả nhiều ít cho các bạn đó. Thì thông thường là nhà máy mặc định hồi nãy là nó là ở nắp số 3, là nắp này nè các bạn đó nha. Thì so với điều kiện thực tế mình rửa thì mình thấy là cái độ bóng nó cũng rất là bóng, mà khả năng như vậy thì nó hơi nhiều, cho nên là mình chỉnh lại nắp số 2 nè các bạn. Bây giờ tôi chỉnh nè, xuống nắp số 2, số 3 nha, xuống số 2 nè. Đó, đây là vị trí nắp số 2 nha các bạn. Đó, thì như vậy là nó ở đây nó có 4 nắp. Thì nắp 1, nắp 2, nắp 3, nắp 4. Và đối với máy mình đã chỉnh lại là nắp số 2 nha các bạn. Rồi, đây là nắp số 2. Bây giờ mình bổ sung thêm cái nước bóng nè, cũng như là nước trợ xả. Thì các bạn đổ thì cũng bình thường thôi đó. Đó, khi nào nó tới cái nước mức trắng là vừa nha các bạn. Rồi. Đó, nó tới rồi các bạn. Nó hơi nhiều một chút. Thì tới cái mức đó đó thì cái bình chứa bên trong á, như thế này là coi như là nó đã chứa 250ml nước bóng nha. Bây giờ mình đậy lại nè. Và với nước bóng thì mình cũng nhắc lại cho các bạn biết luôn là cái gì, đổ một lần nhưng mà xài nhiều lần, cho đến khi nào coi như là hết thì đèn nó báo nha. Và của mình đang chỉnh lại là chỉnh mức 2, thay vì trước đó là nó nằm ở mức 3 nha các bạn.
Cái này là chỗ cái hộp đựng muối nè các bạn. Thì vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em đó là vấn đề là chỉnh cái muối này sao cho nó hợp lý nha, để sử dụng cho nó, cái thứ nhất là tiết kiệm đó các bạn, nó xài đủ thôi chứ mình đừng có để dư. Và muối này là muối mà cho đổ trong hộp này đang đầy, cho nên tôi không mở, thành ra mở ra là nó sẽ xì nước ra, thành ra tôi không mở. Nhưng mà các bạn lưu ý là muối này là muối làm mềm nước nha, tức là làm cho cái nước rửa trong máy rửa chén á nó không có bị có tủa, không bị đóng váng nha, thì nó không có nghẹt, là cái muối là như vậy. Thì so với muối này thì cái máy Electrolux EF6010 BBW thì nó là rửa chén theo tiêu chuẩn châu Âu là 8 bộ chén dĩa, dĩa của người châu Âu. Thì như vậy so với cái số lượng rửa như vậy thì cái bình này chỉ đổ là 500g muối nha các bạn, 500g muối. Và như vậy là chỉ đổ 500 thôi, và 1 lít nước nha. Nước máy ban đầu về thì các bạn đổ vô nửa lít nước, xong đó đổ nửa cái muối, xong đó đổ tiếp nửa lít nước nữa, tức là đổ cho đến khi nào nó đầy thì thôi, đầy thì mình ngưng nha các bạn. Cái này là tôi nhắc lại nha. Còn những lần đổ sau đó các bạn thì là máy nó báo trên tắp lô đèn đỏ chỗ muối đó, nó báo đỏ, tức nghĩa là hết muối đó. Thì những lần đổ sau chỉ cần mở nắp thôi nha, và đổ nửa cái muối thôi, nước nó trống đầy đầy luôn rồi, nó có sẵn nước ở trong đó rồi. Và muối là muối này nha các bạn, đây đó, muối là muối này nè, muối làm mềm nước chứ không phải là muối ăn nha, đừng đổ muối ăn vào trong là coi như là hư cái máy nha các bạn. Đó, muối làm mềm nước, và như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn chỉnh trên cái táp lô của cái máy rửa chén Electrolux ha, EF6010 BBW. Cái đầu tiên là nút, cái này nguồn nè ha. Rồi 1 2 3 4 5 6 tới nút cuối cùng phía này là nút start và tạm dừng. Thì đây là chức năng nè, 1 2 3 4 5 6. Thì các bạn chú ý dùng chỗ chữ eco, normal với lại intersize đó nha. Eco, normal và intersize nha các bạn đó. Vậy thì khi mà ở đây á là tại vì phải chỉnh rất là nhanh, tôi chỉnh rất là nhanh cho nó không cho chờ, thành ra đây tôi nói trước để các bạn nắm. Đầu tiên mở nguồn nha, điện lên là mình mở nguồn xong mình chuyển sang phía chỗ start bowl, là các bạn nhấn và giữ trong vòng 5 giây, trong vòng 5 giây. Thì như vậy á là lúc đó nó mới báo cái mức muối là ngay eco, là eco là mức số 1 nha các bạn, normal là mức số 2 và intersize là mức số 3. Hiện nay á thì máy chỉnh ở mức thấp nhất, tức là level thấp nhất là mức 1 và mức eco. Như vậy là so với cái nước mà các bạn ở cái vùng mà các bạn sử dụng á, nếu mà nó cứng quá thì chúng ta phải chỉnh lên tới normal. Mà muốn chỉnh vậy á, thì các bạn phải coi trên cái quạt quay á, coi mấy lỗ thoát nước nó có đâu có bị kết tủa hay không đó. Nếu nó kết tủa có nghĩa là nó cứng quá đó. Còn nếu như không thì mình vẫn để là eco. Nhưng mà nếu là nó kết tủa quá thì mình lên normal. Và nếu mà lên normal không xong á thì chắc chắn là phải lên intersize nha các bạn. Đó, đó. Thì các bạn chú ý như vậy. Đối với cái máy rửa chén Electrolux EF6010 BBW thì cái chỗ muối này nè, trên máy ngắt ra ngoài tôi sẽ chỉnh cho các bạn. Thì có 3 mức thôi, mức 1, mức 2, mức 3. Thì tùy theo cái nguồn nước tại nơi mình ở đó thì chỉnh sao cho nó phù hợp. Thí dụ như máy hiện nay thì rõ ràng là nó nằm ở cái mức thấp nhất là mức 1.
thì là mức thấp nhất rồi. Nhưng mà trong quá trình mà chúng ta rửa mà các cái bét phun này nè, ha, nếu mà nó có đóng váng có nghĩa là nước cứng nhiều quá mà ở mức 1 là không thỏa điều kiện, thì các bạn có thể lên tới mức 2 nha bạn, chuyển lên mức 2 và chuyển lên mức 3, nó có chỉ 3 mức thôi. Tối với máy này là chỉ có 3 mức như vậy rồi. Mức thứ 3 là tối đa là mức thứ 3, mà giả sử thôi nha. Nó còn đóng váng có nghĩa là phải lọc nước ở bên ngoài trước khi đưa vô máy nha các bạn, chứ không thôi là nó bị nghẹt. Thì nó nằm ở đây nè, máy lỗ nè, quan sát máy lỗ này nè. Cái đây là cái tay rửa nè, thấy không? Tôi tháo đây cho các bạn thấy luôn. Nó có hai tay, tay ở trên này, dưới tay dưới này nè. Đây nè, coi mấy cái này nè các bạn. Ha. Như máy mình đang rửa nè, không có gì hết thấy không? Đó, nước đang chảy đó. Nhưng mà nó không có gì hết, nó không có đóng váng. Đây, cũng vậy, không có đóng váng nha các bạn. Đó, kiểm tra nó. Rồi. Bây giờ mình khởi động nha. Cho máy khởi động nè. Đó, máy khởi động ha. Đầu tiên là nhấn lúc này, đó là nhấn liền nha các bạn, không thôi là nó lâu quá cái là nó không ấy. Đó, echo đó các bạn, đó là mức muối đó. Vậy thì các bạn nhấn tiếp là nó qua là intersize rồi nó về normal đúng không? Đó, thì nhấn nữa thì nó qua intersize, nhấn nữa thì nó qua normal. Nhấn nữa, đó thì nó qua echo. Echo là nấc số 1 nha các bạn. Normal là nấc số 2 và intersize là nấc số 3. Bây giờ mình để lâu quá thì nó lại lại trả rửa chén. Giờ tôi tắt lại nè, tôi lại nhấn lại nè. Rồi, nhấn liền. Giữ luôn nha các bạn. Đó. Đó, echo nè. Rồi, nhấn tiếp, nước chọn là intersize. Rồi, nấc 3, nấc 2 nè. Rồi, lại nấc 3, chuyển lại nấc 2. Chuyển lại nấc một là echo đó các bạn. Nó nhanh chút mới được nha. Và lúc đó hai cái đèn muối với cái đèn đèn dầu bóng á, nước bóng á, là nó nháy liên tục, là lúc đó là đang ở chế độ đó. Còn bây giờ nó trả đang ra là đang chế độ chờ để rửa nha các bạn, thì chúng ta không rửa, chúng ta tắt. Như vậy thì cúp điện nha các bạn. Rồi, như vậy thì cái bước cơ bản để hướng dẫn hai cái vấn đề hiệu chỉnh cho cái thứ nhất là muối, thứ hai là nước làm bóng hay là nước trợ xả, để sao cho chúng ta sử dụng cái máy rửa chén Electrolux ESS6010 BVW thì cho nó hợp lý so với lại cái vùng, cái nơi mà mình ở đó, sử dụng do nguồn nước nó nhất là cho muối á, là do cái dùng nước mình nước nó cứng á, buộc phải sử dụng muối để cho nước mềm. Và thứ hai là nước bóng thì làm bóng cái các cái vật dụng chén dĩa của mình trong quá trình rửa nó bóng và rất là đẹp. Cái thứ hai là nó trợ xả, tức là nó sẽ xả nhanh, nó không bị cản trở trong quá trình xả. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hy vọng video sẽ hữu ích cho mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.